Chiếc đèn pin bán được hơn 1.000 đơn mỗi ngày, cùng tìm hiểu xem chiếc đèn pin này có gì nổi bật mà lại bán chạy tới vậy nhé. Hôm nay em xin giới thiệu chiếc đèn pin đáp ứng được hết các yêu cầu: siêu sáng, nhỏ gọn, chống nước, chịu lực, bền bỉ. Đèn pin quần dụng Yohe với tầm chiếu hơn 500m, tuổi thọ lên tới 100.000 giờ, tiêu chuẩn ánh sáng trắng giúp chiếu sáng ở mọi địa hình từ các tòa nhà cao tầng, đường hầm, hang động hay các cánh đồng thênh thang. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản, có thiết kế từ nhôm nguyên khối và nhựa ABS chuyên dùng cho ô tô vô cùng bền bỉ, tác dụng chịu lực cao, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn. Đèn đạt tiêu chuẩn chống nước tuyệt đối với chứng chỉ chống nước IPX8, thoải mái sử dụng với trời mưa và dưới độ sâu nước 10m. Có 4 chế độ chiếu sáng khác nhau như thu phóng ánh sáng gần xa, chế độ chớp cảnh báo, chế độ SOS hỗ trợ người dùng khi gặp nguy hiểm. Đầu búa được làm từ hợp kim thép Wolfram có thể dễ dàng làm vỡ kính xe trong tình huống khẩn cấp. Dao cắt dây an toàn được làm bằng dao thép carbon, lưỡi dao hình móc, cắt dây an toàn. Đèn có dung lượng pin lên tới 4.000 mAh, cho thời gian sử dụng 12 tiếng liên tục và được sạc bằng đầu USB tiện lợi, có thể sạc mọi lúc mọi nơi. Hôm nay bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 40% và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới video hoặc bấm vào link đăng ký để được tư vấn và đặt hàng. Chúc anh chị sớm tìm được những sản phẩm hữu ích.